Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đảng chọn người bằng đấu đá nội bộ, đất nước tan nát, đời dân bi đát. Năm 2023 sắp kết thúc rồi cũng sẽ có những con số thống kê được công bố và chắc chắn rằng những con số này so với các nền kinh tế phát triển bền vững như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng sẽ rất ấn tượng, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên thực tế thì luôn ngược lại, đời sống dân sinh đang vô cùng khốn đốn, doanh nghiệp thì điêu đứng và phá sản liên tục, nền kinh tế rất khó khăn. Tình trạng này đã kéo dài từ sau đại dịch đến nay. Hình ảnh nền kinh tế đất nước qua hình ảnh buôn bán của dân dịp cuối năm. Dịch Covid đã kết thúc cách đây 2 năm. 2 năm là thời gian đủ dài để phục hồi. Nhưng thực tế nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch còn bết bát hơn cả thời kỳ dịch bệnh và không biết đến bao giờ mới hồi phục. Nhà cầm quyền vẫn luôn đổ thừa rằng kinh tế khó khăn là do suy thoái kinh tế thế giới, do dịch bệnh và chiến tranh Ukraine, đó là khó khăn chung. Ý kiến này thoạt nghe qua thì có vẻ như hợp lý, nhưng nếu xem xét kỹ lại thì có vấn đề. Bởi đây là kiểu lý luận đổ thừa. Tương tự như trước đây, đảng Cộng sản vẫn đổ thừa cho sự khó khăn của đất nước là bởi vì chiến tranh. Lý do này bị xã hội vạch trần nên những năm gần đây họ không còn đổ thừa cho lý do này nữa. Phân tích những số liệu thực tế thì sẽ thấy được bản chất của vấn đề. Từ dịch Covid trở về trước, tỷ trọng đóng góp cho xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xoay quanh con số từ 69% đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng hậu Covid, tỷ trọng này tăng lên thành 74%. Nếu kinh tế thế giới cũng khó khăn như Việt Nam tuyên truyền thì lẽ ra tỷ trọng này phải không đổi chứ tại sao lại tăng lên. Việc tăng tỷ trọng đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu của khối FDI có thể rơi vào một trong các trường hợp sau. Khả năng thứ nhất, thế giới phát triển còn Việt Nam tụt hậu. Khả năng thứ hai, thế giới cũng khó khăn nhưng Việt Nam còn khó khăn nhiều hơn. Ông đấu đá trong đảng rồi ông ngồi lên, chẳng có dân nào lại chọn người bất tài như ông hiện nay nền kinh tế việt nam đang phải dựa vào khối fdi và kiều hối để làm nên tăng trưởng còn những doanh nghiệp thuần việt vô cùng khốn đốn và đời sống dân sinh cũng bi đát theo người chịu trách nhiệm cho những khó khăn này không ai khác chính là ông phạm minh chính người đang trực tiếp điều hành nền kinh tế đất nước không phải như các nước dân chủ mỗi lần bầu cử ứng viên tổng thống phải đem những vấn đề của đất nước ra mổ xẻ và trình bày trước dân cách giải quyết dần thấy thuận tay thì bỏ phiếu cho và đó chính là cách để chọn ra người có năng lực quản lý đất nước ấy vậy mà vẫn có trường hợp người dân bầu nhầm chọn trúng ứng viên nói hay hơn làm tuy nhiên với Việt Nam thì lại khác các vấn đề thực chất của đất nước bị ém thay vào đó là những con số được chế tác rất đẹp và ông thủ tướng được chọn không phải là vì ông có năng lực giải quyết vấn đề mà vì ông là chiến binh trên chính trường đại chiến thắng đồng chí của ông bằng những trò đấu đá sinh tử. Chính vì lẽ đó mà một y tá rừng có thể lên làm thủ tướng hay một ông hoạn lợn có thể làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng tức là thủ tướng. Vậy thì nền kinh tế đất nước này không nát sao được? Hình ảnh đã 2 năm sau dịch mà kinh tế vẫn điều tàn. Quan chức Việt Nam lên chức bằng đấu đá mà giữ chức cũng bằng đấu đá. Quanh năm các đồng chí ấy chỉ lo vung vén cho lợi ích của mình, lợi ích nhóm mình, chứ nào có ai lo cho dân, cho nước. Cứ lên chức là phá, phá với chủ đích làm lợi cho cá nhân và cho nhóm, và phá vì kém tài, kém đức, không đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ. Cứ quản lý tồi, số liệu phát triển kinh tế đẹp thì đã có tuyên giáo lo, vậy thì đất nước này không nát sao được. Phạm Minh Chính đáng ra phải bị lôi ra khỏi ghế thủ tướng vì quản lý tồi tuy nhiên nếu ông có bị đá ra khỏi ghế thì cũng không phải vì quản lý tồi mà chỉ có thể vì ông là kẻ thua cuộc trên võ đài chính trị với cách làm như thế thì cho dù là phạm minh chính hay các thủ tướng khác thì cũng thế mà thôi chỉ có dân là khổng khổ quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin đảng chọn người bằng đấu đá nội bộ đất nước tan nát đời dân bị đá bơm tiền cho công nghiệp văn hóa, Thủ chính muốn bơm ra để hút vào túi. Sáng ngày 22 tháng 12 phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, ông Phạm Minh Chính thông báo ông sẽ chỉ đạo các bộ ngành tính toán dành gói tín dụng ưu đãi khoảng 20.000 đến 30.000 tỷ đồng cho công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa được hiểu là các ngành hoạt động trong các lĩnh vực như âm nhạc, hội họa, văn chương, sân khấu, điện ảnh hình ảnh dù có bơm tiền thì ngành công nghiệp văn hóa vẫn không thể phát triển vì ngành này đang nằm trong rọ ông phạm minh chính nói rằng điều kiện không gian phát triển công nghiệp văn hóa đối với sáng tạo khoa học công nghệ và văn hóa nghệ thuật lành mạnh đậm đà bản sắc dân tộc phù hợp xu thế thời đại tiến bộ của nhân loại là không có giới hạn Công nghiệp văn hóa là ngành có triển vọng lớn, có thể phát triển nhanh, mang lại hiệu quả cao là động lực mới cho sự phát triển văn hóa phù hợp với xu thế của thời đại. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại với phát biểu của ông chính, điển hình là âm nhạc Việt Nam gần như không thể vươn tầm ra thế giới, thậm chí giới trẻ hiện nay mê sao Hàn hơn sao Việt. Điều này chứng tỏ ngành giải trí Việt Nam không bằng Hàn Quốc và nhiều nước khác điện ảnh thì nghèo nàn kém chất lượng còn văn học thì chẳng có gì ngoài những tác phẩm nhạt nhẽo ca tụng chế độ nói thẳng ra ngành công nghiệp văn hóa của việt nam không thể phát triển nguyên nhân thì ai cũng biết đó là chế độ kiểm duyệt hà khắc của đảng ở các nước có ngành công nghiệp văn hóa mạnh thì không thể thiếu tự do sáng tác còn ở việt nam từ âm nhạc hội họa văn học đều bị bàn tay kiểm duyệt của đảng cộng sản nhúng vào Hình ảnh ông Bộ trưởng Văn hóa, Văn hóa đến mức chiếm lấy thảm đỏ dùng để đón quốc khách. Có bà nguyên nhân dẫn tới sản phẩm sau kiểm duyệt kém chất lượng. Thứ nhất, sự giới hạn bởi những quy định của đảng Cộng sản. Một nghệ sĩ hao hết tâm huyết, tiền bạc tạo ra sản phẩm, chất lượng để rồi bị cấm phát hành thì xem như đảng triệt tiêu khả năng sáng tạo. Thứ nhì, những con người làm công tác kiểm duyệt đều là những kẻ dốt nát ở Việt Nam thằng dốt lại có quyền kiểm duyệt thằng giỏi là chuyện khá phổ biến việc hội đồng xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân chặn hồ sơ của nghệ sĩ Xuân Hinh đòi ông chi tiền là ví dụ điển hình thứ ba là tình trạng tham nhũng chính những kẻ tham nhũng đã nhận tiền để cho những sản phẩm văn hóa kém chất lượng xuất hiện ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam lâu nay bị chính quyền cộng sản phá nát vì những lý do vừa nêu cho nên nó không thể phát triển được, nói thẳng ra, ngành công nghiệp văn hóa bị cộng sản nhốt vào một cái lồng chật hẹp do đảng làm ra, giờ có bơm thêm tiền thì ngành này cũng chẳng thể phát triển được gì. Khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã sụp đổ hơn 30 năm và nó đã để lại cho thế giới những tác phẩm kinh điển gì? Hay khối này sụp đổ thì những tác phẩm của nó cũng bị chôn vùi vì chẳng có giá trị gì. Ngược lại với khối xã hội chủ nghĩa thì hiện nay thế giới biết được rất nhiều tác phẩm kinh điển về điện ảnh, âm nhạc của Anh, Mỹ, vân vân. Hình ảnh không biết ông Nguyễn Phú Trọng có văn hóa từ chức hay không. Cần phải nói thẳng chế độ Cộng sản về bản chất là kém văn hóa, nói đơn giản như văn hóa từ chức. Tại các nước phương Tây, quan chức sẵn sàng từ chức khi thấy mình làm sai hay hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Còn ở chế độ này thì sao? quan chức ngồi lì, bám ghế không chịu buông. Ngay cả người có quyền lực mạnh nhất thì cũng sẵn sàng đạp lên luật, tự vẽ ra suất đặc biệt để tiếp tục ôm ghế. Tham quyền cố vị, cha đạp lên luật pháp, tự cho mình quyền ưu tiên, thì đó là hành động có văn hóa sao? Người có văn hóa là người biết tôn trọng, trong đó tôn trọng người khác và tôn trọng luật chơi chung. Thực ra bơm tiền cho ngành văn hóa chỉ là chiêu bài. Thực chất, tiền bơm ra sẽ vào tay các quan chức, quan chức vẽ dự án để xà xẻo mà thôi ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang bị nhốt trong củi, chẳng thể phát triển được gì đâu mà bơm tiền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. Đ với bản tin bơm tiền cho ngành công nghiệp văn hóa thủ chính muốn bơm ra để hút vào túi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .d